À, có cả giá kia đi. Vâng, lắp giá không? Ê. Mà anh bảo hàng dễ vỡ, em sợ Và lắp giá. vâng. Đây này của em nó có màn hình nên là cứ cẩn thận đi. Rồi ok anh. Ok tất cả các anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình Vững Máy Tính đây. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục cái series, tiếp tục cái chuyên án mua hàng online tham rẻ anh em ạ. Thì cái chuyên án này nó vừa lạ mà nó lại vừa quen nha anh em. Lạ là mang tiếng mua hàng online thôi, nhưng mà quen ở cái là mình mua lại chính cái bộ PC mà mình bán cho khách hàng. Thì bạn khách hàng này là bạn Quang Thế ở Hải Hà, Quảng Ninh. Khoảng tầm tháng 11 năm ngoái bạn ấy có mua của mình một cái bộ PC, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì do là bạn ấy có việc, cụ thể là bạn ấy đang lênh đênh trên biển khơi, chắc là đi tìm kho báu anh em ạ, nên là bạn ấy ngỏ ý muốn bán lại cái bộ PC này cho mình. Thì do là cái bộ PC mình bán ra nên là mình cũng ok thôi anh em. Nếu mà thỏa mãn cả hai bên, giao dịch thành công thì anh em cứ chuyển hàng về cho mình. Ngay bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái bộ PC này ra cho anh em xem. Ở đây có dây nguồn máy tính và adapter của màn này anh em. Anh em nhìn chân cẳng cái nước sơn còn gần như là mới luôn này. Đây là một cái mã màn hình cũng tương đối là mới của Philips anh em nhé. Con này chơi game thì cũng ok anh em ạ. Để đây. À cái này không phải đế đâu anh em. Cái này nó là cái ốp của màn hình thôi. Còn đây mới là cái chân này. Cái này chân kim loại nha anh em. Mình thấy cái thiết kế của nó khá là lạ anh em ạ. Khá lạ và kiểu nó có hơi hướng game thủ đấy anh em. Nhìn này thôi nhưng mà nếu như mà anh em đặt trên bàn thì khá là chắc chắn luôn. Mà nó cũng không tốn nhiều diện tích đâu anh em ạ. Con này là Philips 24M1L32. Thì đây là một cái con màn 24 inch của Philips. Con này độ phân giải Full HD 1080 nha anh em. Màn IPS này, tần số quét căng đét 165 luôn. Có G-Sync và FreeSync luôn anh em. Dùng AMD hay là NVIDIA đều ok hết. Và cái tốc độ phản hồi này có 1 mili giây thôi nha anh em. Hạn chế nhiễu và truyền hình mượt đét anh em ạ. Con này để còn có cả loa chống cháy này anh em. Nói chung màn hình có loa thì cũng chỉ là chống cháy thôi, chứ còn mình không quan tâm cho lắm đâu. Đây anh em có thể thấy hai cổng HDMI này và một cổng DisplayPort luôn. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ là để mình test xem cái con màn này nó có cái vấn đề gì trong cái quá trình vận chuyển không nha anh em. Ngon anh em nhé. Ngon anh em ạ. Nói chung nó cứ không vỡ là yên tâm rồi. Một cái bộ máy tính khoảng tầm 12 triệu mấy, 13 triệu mà sở hữu một con màn này thì mình thấy cũng khá là ok này. Không biết là cấu hình cây nó như nào thì bây giờ mình sẽ mở cái cây ra cho anh em xem luôn. Nói chung khách bọc như này quá ok luôn nha anh em. Và mình bọc hàng cho anh em thì mình cũng sử dụng cái phương án này luôn nha anh em. Cũng bọc chống sốc bên trong này, xong là đưa vào cái thùng xốp này. Nhưng mà khách này người ta còn cẩn thận hơn cả mình luôn. Khách lại còn bọc cả chống sốc bên trong, cả chống sốc bên ngoài nữa thì 11 điểm không có nhưng anh em ạ. Đầu tiên mình thấy một cái con bên B760M này. Ram giết các kiểu trong này này. Có ổ cứng LV2 kinh tởm 500GB này.
RAM thì XBG Adata 8GB nha anh em. Khách này cực kỳ là cẩn thận luôn anh em ạ. Lại một lớp chống sốc ở bên trong nữa. Phòng thủ quá an toàn luôn nha anh em. Bạn khách này bạn mới dùng được có khoảng tầm nửa năm thôi, nhưng mà nhìn cái cây này khá bụi bặm này anh em. Chắc là phòng không kín anh em ạ. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái quân cạc hình ra cho anh em xem. Quân Vega sau lửa làm sử dụng thì mình thấy nó còn khá là ok luôn nha anh em. Về cái phần hình thức của cái quân 3070 Gaming XGO này thì khỏi bàn rồi. Nó khá là đẹp nha anh em. Nói chung là nó không thể đẹp bằng những cái mã top được, ví dụ như Dốc này, hay là Vulcan này, hay mấy cái con Super Rim, Super Riek ấy. Nó không thể đẹp bằng mấy con đấy được, nhưng mà với khoảng tầm 13 triệu mình nhập lại sở hữu full bộ mà lại mang trong mình cái con Gaming XGO 3070 như này thì mình thấy cái chuyên án này nó cũng khá là thơm rồi. Đây, về phần ngoại hình thì anh em có thể thấy này. Tem này anh em, ngày 12 này, tháng 11 này, năm 2023 và bảo hành 3 tháng nha anh em. Con này thì về cái mặt quạt này, về cái mặt heat sink bên trong này, về cái mặt bánh bờ lết này hay mặt chặn này thì đều còn khá là ngon anh em ạ. Không có gì, nói chung là mình khen thì mình không dám khen, bởi vì là cái hàng này là hàng mình bán ra, bây giờ mình mua lại mà mình khen thì nó cũng không hay, nhưng mà anh em có thể tự cảm nhận nha anh em. Con này về hình thức thì khá là đẹp này, nên đèn thì nó cũng không có quá nhiều led đâu, nhưng mà nó cũng đẹp, thế này là cũng đẹp rồi. Nói chung bạn khách này bạn ấy sử dụng trong môi trường mình thấy là nó cũng khá là bụi đây, thì 6 tháng sử dụng nó bụi như này, chứ còn bình thường cái lúc mình bán ra thì nó còn khá là sạch đẹp đấy anh em. Còn về phần hiệu năng thì anh em mua máy anh em không cần phải dặn dò là test kỹ tất cả đâu, bởi vì con nào mình bán ra mình cũng đều phải test kỹ hết. Mình cũng đều phải cho chạy game trong vòng 2 ngày, test về nhiệt độ, về hiệu năng, độ ổn định các thứ. Nên là anh em cứ yên tâm về cái khoản check track. Tiếp theo thì mình thấy có hai thanh XBG D50 này anh em. Hai con này thì đều là D48GB 3200 nha anh em. Hàng thì có tem của bên nhà phân phối này. Mấy cái mã này thì quốc dân rồi, nó khá là lành. Và bảo hành thì toàn 60 tháng reset thôi. Nên là dùng cực kỳ yên tâm nha anh em. Đây, còn main thì hiện tại máy đang sử dụng một con B760M-A. Con main thì nó cũng không bụi lắm đâu anh em. Main này thì cũng là main mới này. Đấy, bảo hành 36 tháng này. Tản thì một cái con CR1000 quốc dân thôi. Con Evo anh em nhé. CR1000 Evo, bản nâng cấp của con CR cũ. Nhưng mà nói chung về cái giá thành với hiệu năng thì mình thấy cũng thế thôi anh em. Nó cũng chả có gì khác bọt cả. Main thì nó cũng là một cái con B760 cơ bản thôi. Chứ nó cũng không có gì cao sang, nhưng mà nó vẫn có thể kéo được những con chip đời mới bây giờ. Kéo thì mình nghĩ là cái con bên này anh em chỉ lên cho kéo những con 13.500 đổ về thôi, hoặc là những cái đời 14 tầm tầm đấy thôi. Chứ còn 13.600K hay là 14.600K đấy thì anh em phải lên bên nhá. Chứ còn mấy con bên này thì so với con chip K đấy nó hơi yếu đuối anh em ạ. Đây cũng là mỗi con bên cơ bản thôi. Có 4 khe RAM này để cho anh em nâng cấp cho thoải mái này. Có 2 khe LVMe này. Và hai cái khe này thì mình thấy đều là Gen 4 nha anh em. Đấy. Con khe trên thì có cả ốp tản luôn. Em sợ xa mãi mãi khi tình ta yên vui, hạnh phúc phút mất trong phút giây. Ta giờ đây chia hai, mai mình đi hai hướng nói đi, trao sáng lên niềm tin. Dính quá, nó dính luôn vào ổ cứng rồi anh em. Một con LV2 Kington này, con này 500GB anh em ạ. Tem Vĩnh Xuân phân phối này. Thiện thể thì cũng khoe luôn đấy anh em, đây là cái con ổ cứng test game của mình này. Đấy, con này nó 1T thôi. Nhưng mà nó cũng chứa đựng đủ mấy cái game cần thiết để mình test. Đấy, thì mình cũng cắm luôn cái con ổ này vào để test game cho anh em xem nhé. Nắp vào nó hơi kích anh em ạ.
nên là khả năng là mình phải lột trần nó ra thôi. Cái này là cái tản nhiệt nha anh em, cái tản nhiệt mua trên Shopee có 100 mấy thôi. Ok, bây giờ mình sẽ lắp lại tất cả linh kiện này vào và test game cho anh em xem nhé. À, ở đây mình còn con nguồn nữa này anh em. Con nguồn thì anh em có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái con nguồn đến từ Deepcool này. Con này là PK750D. Một cái mã nguồn là mình build PC khá là nhiều. Anh em nhìn cái bãi chiến trường này, na liệt chống sốc luôn. Màn hình kìa. Và đây là cái ngoại hình của bé khi mà lên đèn nha anh em. Nói chung là một cái ngoại hình nó cũng cơ bản thôi anh em ạ. Vỏ thì một cái con Gaming X. Con này thì cỡ khoảng tầm 650. Có 3 fan trước lấy gió. Và mặt thì cũng là mặt lưới này. Cũng khá là thoáng với con vỏ này. Vỏ này thì mình cũng cũng build tương đối đấy anh em ạ. Và mình thường thích build những cái con giả lập trên cái con vỏ này, bởi vì nó cũng tương đối là thoáng. Những cái con Vega mã cao này thì nóng nó mới quay nha anh em. Nếu anh em để ô tô nóng nó mới quay. Đấy, và cho anh em xem cái nét của nó này. Nét thì nói chung là cũng tạm duyệt. Đấy, còn với cái con này thì mình khuyến cáo anh em là đỡ đần cho nó một tí nhá. Chứ còn đây là một cái mã Vega, nói chung là nó cũng nặng anh em ạ, cũng nặng nhọc mà cũng sôi thịt, nên là anh em phải đỡ đần, chống chiếc đàng hoàng cho nó đỡ sệ, dùng lâu ngày cho nó an toàn. Ngày xưa mình nhớ là có giao cho bạn khách một cái đỡ, nhưng mà không hiểu sao là bạn ấy không dùng hay làm sao mà không cũng không gửi về cho mình. Đây, mình sẽ show cho anh em cái cấu hình của máy này. Chip là 12400F này, một cái con chip 6x12 luồng quốc dân cơ bản thôi. Bên thì B760M-A, D4A Super Ride. RAM D416GB, bớt hiện tại là 3200. Cạc màn hình là 3070 này. Con này là 8GB D6 256bit, tin pin là 240 anh em nha. Con màn thì thôi nha anh em, bởi vì nó cũng là một cái con màn mới. Con màn đấy là mình bảo hành 36 tháng đây anh em ạ. Hiện tại mình đang bán rơi khoảng tầm 3.2-3.3 triệu. Bảo hành của nhà phân phối Viễn Sơn anh em nhé. Nên là cũng không có gì phải test đâu. Mới khách mới dùng được có khoảng tầm nửa năm thôi. Và sau khi mà trừ con màn đi đấy, thì mình tính áng chừng cái cây này nó rơi khoảng tầm gần 11 triệu anh em ạ. Theo anh em trong thời điểm hiện tại bỏ ra gần 11 triệu để sở hữu về cho mình cái cấu hình như này thì nó có được gọi là thơm không? Nó có được gọi là hợp lý không? Có được gọi là một người mua hàng lỗi lạc không anh em? Đến cái giây phút hiện tại này thì mình thấy là ok anh em ạ. Mình thấy là cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng mà thơm hay thối thì nói chung là nó phải phụ thuộc vào thời gian. Cái thời điểm mà để biết chính xác nó thơm hay không ấy là cái thời điểm bán được cái bộ cây này đi và hết bảo hành. Đấy, là không còn trách nhiệm gì nữa thì nó mới là thơm. Nhưng mà nói thế thì nó cũng hơi phũ phàng. Với bản thân mình, nó thơm khi mà nó hoạt động ngon lành, trơn tru, ổn định trong vòng ít nhất khoảng tầm 2-3 năm thì mới là thơm. Chứ còn kể cả mình bán cho khách bảo hành 3 tháng chẳng hạn mà 4 tháng có lỗi thì nói thật sự với anh em là nó cũng áy náy anh em ạ. Bản thân mình khi mà bán ra thì cũng phải kiểm tra kỹ càng hàng nguyên bản, không sửa chữa và chạy ổn định thì mình mới bán. Còn cái vấn đề mà lúc nào nó chết ấy thì cái đấy nó khó khẳng định lắm anh em ạ. Nó chết đâu có phải là chỉ do lúa mà nó còn phụ thuộc vào thiên tai này, thiên tai rồi lại thiên tai này, con người này, điện đóm này, nói chung là nhiều yếu tố lắm anh em ạ. Thì mình cũng gặp một vài các cái bộ máy tính rồi, mình mua thanh lý thì theo kiểu thợ thanh lý thì chắc chắn là giá nó sẽ thơm rồi. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà mình chưa bán cho khách ấy thì cũng gặp nhiều trường hợp là linh kiện nó lỗi, đặc biệt là cả màn hình nó lỗi thì cái đấy mình phải chịu. Đấy, đó là cái rủi ro anh em ạ. Rủi ro thì làm ăn phải chấp nhận thôi. Lúc này thì nó thơm thôi, nhưng mà nếu mà không may nó lỗi thì nó lại là thành không thơm nữa đấy anh em. Nên là cũng có lúc ngon mà cũng có lúc tham thì lại thâm.
những cái như thế thì mình cũng nếm trải khá là nhiều rồi, nên là đến thời điểm hiện tại mình coi nó là chuyện bình thường thôi, nó là cái chuyện nhân quả phải chịu thôi, nên là cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng, không như trước anh em. Như trước mà ví dụ như là không may mà nó có chết một con cạc màn hình 5-7 triệu hay là chết một cái linh kiện gì đấy ấy, thì nói chung là buồn chán, tuyệt vọng hay là nhiều cái suy nghĩ nó tiêu cực. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại mình đã trải qua rất là nhiều các cái nỗi đau về mất mát về tài chính rồi, nên là mình thấy nó cũng bình thường. Đây, mình hiện tại mình đang trải nghiệm cái tựa game GT5 này anh em. Và mình thấy là sau một cái khoảng thời gian mà mình chém gió thì mình thấy là cái con PC này nó hoạt động nó khá là mượt mà nha anh em. Ngày xưa thì nó không được mượt mà này đâu, bởi vì mình test trên cái ổ HDD, nhưng bây giờ thì cực mượt, nó loát bản đồ anh em nhìn này. Đấy, khét nền lẹt luôn anh em ạ. FPS thì được khoảng tầm lít 3. Mà cái con cạc màn hình này hiện tại cái nhiệt độ phòng test mình đang rơi tầm 27 độ C. Là một cái mức nhiệt độ khá là dễ chịu, không nóng không lạnh. Nhiệt độ của cạc màn hình khá là mát nha anh em. Mình đánh giá con cạc màn hình khá mát, 62 độ max. Cạc màn hình đang chạy full loát. Tốc thì chỉ tầm 41% thôi. Đây, mình sẽ show anh em setting này. Setting hiện tại mình đang chơi 2K luôn này. Đấy, và mình đã bật khử răng cưa nha anh em. On và để X8 luôn này, VRD2 này, gần như max setting trong cái tựa game GT5 này. Đấy, nói chung là vẫn ok luôn. Chơi thì mượt anh em ạ. Chơi thì mượt đét. Tạm rời xa GT5 đến với một cái tựa game mạnh mẽ hơn là PUBG phiên bản PC. Thì hiện tại là mình đang ở trên không nha anh em. FPS được khoảng tầm lít 4. Các cái thông số thì anh em có thể thấy ở trên màn hình. Cảm giác chơi thì mình thấy khá là mượt anh em ạ. Hạ cánh nhiều đồ họa hơn thì FPS nó cũng có tụt. Còn khoảng tầm hơn lít nha anh em. Nhưng mà cảm giác chơi thì vẫn khá là mượt mà. Nó không tụt mạnh như là khi mà mình dùng HDD. Anh em có thể thấy những bước chạy của mình khá là điệu đà và mượt mà luôn nha anh em. Đóng cửa thôi, cố thủ anh em ạ. Đây, mình show anh em setting này. Vẫn là 2K này. Và vẫn là Ultra này anh em. Gender thì căng đét 120 luôn này. Max setting anh em nha. Max setting PUBG PC mà vẫn được khoảng tầm 110 FPS này anh em. Thằng này nó nhìn mình nó chóng mặt, nó chết luôn, anh ngớt luôn anh em ạ. Đến với một cái tựa game nó bốc lửa hơn là God of War thì mình thấy là cái chỉ số FPS nó vẫn ok anh em ạ, vẫn được khoảng tầm 90 này. Cạc màn hình hiện tại thì đang full loát rồi này. CPU thì cũng đang loát có khoảng tầm CPU thì đang loát có khoảng tầm 42% thôi. Đây là một cái tựa game nó khá là lặng nha anh em. Chơi cũng tương đối là mượt mà, FPS ổn định anh em ạ, không bị tụt nhiều. Khá là mướt luôn. Đây, mình show anh em setting này. Hiện tại là vẫn là đang là Ultra này anh em này. Max các cái tựa game mình test từ nãy giờ toàn max thôi nha anh em. Max và 2K luôn nha anh em. Đây, và không sử dụng công cụ hỗ trợ này. Bây giờ mình sẽ bật thử DLSS lên. Ultra performance lên. Xem nó có sự khác bọt hay không. Anh em nhìn cái chỉ số bét này. Gấp giữa yêu thương luôn anh em ạ. Nói chung là mượt. Nói chung là yêu đó. Đến thời điểm hiện tại thì mình thấy là thơm. Còn ý của anh em như nào thì anh em để lại bình luận ở bên dưới video giúp mình nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích thì anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.